1 2 3 Tự kiểm tra đi xem mình chọn đúng không? Em trai chọn đúng không? Chính xác. Hay quá, em gái sao giờ cưng? Đã không chọn chúng rồi mà còn chỉ vô đúng ngay mặt em. Anh này già. Giờ em muốn phạt sao? Bên nữ chăm chế gì vậy? Chưa gì Binh rồi. Người ta chỉ vô đúng ngay mặt em luôn. Dạ. Anh này già. Tại hình đó là chụp đó là cũng lâu rồi. Nhìn nghiêng nghiêng cho người ta thấy mũi cao coi nè. Nhìn nghiêng cho đó, cao không? Mũi cao không? Cao. Đen đen, cao. Mét sáu mấy? Dạ em mét 73. Dữ vậy hả? Dạ. Rồi quá chỉ tiêu rồi. Rồi thôi giờ cái chuyện phạt tính sao, tặng quà cho người ta kìa. Thôi lần đầu tiên thì... Rồi đưa qua trái tim luôn. Có món quà tặng em buổi gặp mặt đầu tiên. Cảm ơn. Có món quà tặng anh gấp quá cho nên em không có làm cái quan trọng hay chứ. Thông cảm cho em nha. Không sao, có món quà là ý nghĩa mới quan trọng. Dạ. Cuốn sách đó là bài học kỳ diệu từ chiếc xe rác. Thì em đọc và em cảm thấy rất là hay. Khi mình gặp những cái khó khăn hoặc là những cái sóng gió gì trong cuộc sống, mình suy nghĩ đó chỉ là những cái gác ngửi, nó không nên ở trong đầu mình. Mình nên đẩy nó ra ngoài. Và cuốn sách này thì làm em mỗi lần mà em cứ như gặp những cái tình huống nào trong cuộc sống khó khăn nào này kia thì em đều nghĩ tới cuốn sách này. Hy vọng anh cũng đọc và cảm nhận giống như em ạ. Thì anh cảm ơn em về cuốn sách. Thì cái này đúng là đúng cái chuyên ngành của anh luôn. Tại vì công ty của em bên đô thị là trời ơi, gác. Đúng xe rác luôn. Đúng ha. Xe rác luôn. Rồi còn món quà gì trang trọng quá nè. Món quà của mình là sao nè, khui ra đi em. Dạ. Món quà của em thì em là phượt thủ. Thì em bán vô phượt trên mạng á chị. Rồi em tặng cổ gì đây? Trời thủ ơi chị. Chị tặng em cái bình nước đình ta năng. Ủa cái bình nhỏ xíu vậy em? Dạ, mở ra được chị. Mình kéo ra được. À dạ. Cái này mình dạng đa năng á chị. Mình có thể cuốn vô khi mình cuốn hết nước. Dạ đúng rồi, dạ. Mình bỏ cho nó gọn rồi. Rồi tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Ok rồi, quà tặng cho nhau rồi ha. Khi mà cái cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau thì em có cảm nghĩ như thế nào? Tại vì lần đầu tiên thì em giữ những chương trình như thế này nên cảm giác mình cũng hồi hộp, lo hơi lo lắng chút. Dạ. Khi mà nhìn thấy thì em nhìn hình em đoán đúng thì cũng vui ha. Vui dạ. Tại vì trong này tới 4 cô gái lận mà mình đoán đúng là 1/4. Còn em nói giống như là sát muối vô trái tim em vậy đó. Em cảm thấy như thế nào khi mà trái tim cánh cửa này mở ra? Dạ em thấy anh hiền ạ. Rồi mình đoán sai đó rồi thấy sao? Mà mình còn làm tổn thương người ta nữa đó. Anh này già quá. Em xin lỗi nha. Em xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi, em xin lỗi, dễ thương quá. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ dùng một bữa cơm trưa tại nhà hàng Giao Hoa Food nha. Rồi mình vừa ăn mình vừa sẽ tâm sự với nhau kỹ hơn. Mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Giao Hoa Food. Món tôm hùm baby rang hoàng kim nè, nghêu xào sốt Malaysia nè, cải rổ hai món, cơm chiên tôm lúa mạch. Wow, các Tường nhìn mà Tường phát thèm luôn đó quý vị ơi. Nè bây giờ hai bạn là hạnh phúc nhất rồi nha. Đúng lúc đói bụng, ăn thiệt là ngon. Tâm sự với nhau, tìm hiểu nhau thật kỹ. Nhà cửa quê quán, sở thích, quan niệm về tình yêu. À, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại cùng trò chuyện với các bạn. Chúc các bạn một buổi trưa thật ngon miệng nha. Gặp mặt đầu tiên thì anh mời. Anh lên đây đi với ai? Anh đi có một mình à. Tại hôm nay ba mẹ em cũng còn đi làm nên cũng không có thời gian tranh thủ được. Và ba mẹ anh? Ba mẹ anh là giáo viên, dạy ở trường cũng gần nhà. Dạ. Anh là làm kế toán hả? À, đúng rồi. Anh làm lâu chưa? Gần 10 năm rồi. Em ở thành phố là ở đâu em? Dạ ở thành phố Rạch Giá luôn. Đây khoảng 1 tháng em có xuống dưới. Tại vì có nhà bạn ở dưới. Rồi lớp tại anh hiện tại đang vừa đi làm vừa đi học. Là học ở đâu? Học làm, học ở Vị Thanh. Anh học ở Kiên Giang hay là anh học ở Hậu Giang? Anh học ở Hậu Giang. À, ở Hậu Giang. Bên em làm là có được nghỉ thời gian nhiều không? Em là một tuần được nghỉ một ngày á anh ạ. Nó là cố định, nó là mình được quyền mình chọn cái ngày mình nghỉ. Thường thì anh em quy định nghỉ là bữa thứ hai. Còn ví dụ mình có công việc gì nào khác trong tuần đó, thì em sẽ nghỉ bữa khác. Chứ nó không có cố định một ngày. Anh này làm chắc là anh nghỉ chủ nhật. Tại vì làm văn phòng á thì theo giờ hành chánh thì từ 2 đến 6.
Rồi thứ bảy chủ nhật thì anh đi học tài chính. Anh đi vừa học vừa làm gì, anh tự nó ăn hay là anh mua đồ đồ ở ngoài? Đó là ở cơ quan, ở chung với cơ quan thì có cái người đồng nghiệp cơ quan thì nấu anh ăn. Dạ. Còn thứ bảy chủ nhật thì mình tự túc. Nhà em có mấy anh em? Nhà nhà em có ba anh chị em. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ ba. Thứ ba. Dạ. Nhà anh là thứ mấy? Anh là anh hai. Vì nãy em mới nói gì cho anh già đó. Tôi ra tôi ăn rồi đó, mà vô người ăn chưa hết nữa. Nãy giờ có nói gì tới chuyện tình yêu chưa? Dạ chưa, nãy giờ xem anh công việc không ạ? Lo công việc không à? Dạ. Thế cái quan điểm của tụi em trong cái chuyện tình yêu hay là trong hôn nhân thì như thế nào? Trong tình yêu, trong hôn nhân thì em nghĩ là hai người phải hiểu nhau, cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, với lại là phải chung thủy, chân thành, quan tâm lẫn nhau. Thế còn em? Nói với em thì cũng giống như bạn nữ thì chung thủy mấy những yếu tố đó là yếu tố hàng đầu. Mà đối với theo quan điểm em thì yếu tố đầu tiên em đặt ra đó là cái lòng tin trước. Tại vì khi mình có lòng tin thì những cái điều tồn tại sau đó, ví dụ như tình yêu, nó sẽ nảy sinh tiếp theo. Nếu mà lúc đầu lòng tin đã không có thì những cái nảy sau đó không tồn tại. Đó là quan điểm của cá nhân của em là gì. Bây giờ chờ hai bạn sẽ bóc một lá thăm của chương trình ha. Trong này có yêu cầu của chương trình, mình đọc lên mình thực hiện theo yêu cầu trong này cho nó vui. Hai bạn cùng song ca bài hát Nợ Duyên, lưu ý đứng hát thật tình cảm. Trời ơi, thuộc bài Nợ Duyên không? Này chắc Nghi có đăng ký chương trình hay sao nè. Bài Nợ Duyên biết không? Dạ biết. Đâu thấy chưa? Rồi mời hai bạn qua đây. Chúng ta cùng nhau hát tình cảm vô bài Nợ Duyên. Rồi, hai, ba. Không gian ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm, với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xiên sao. Này người ơi xin những bước cho anh làm quê cũng được hiền cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em cùng đường. Ai có quê thì anh sao tự nhiên đi cùng hương. Biết chi nhà người ta xin tránh xa những em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mới lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Thật là chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em, anh nhìn người say quên lối về nhà. Thật sống lòng yêu sớm tại sao, ai thèm tin, ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quên đã bao ngày rồi. Mà ngày chi hỡi người ơi, sao không cùng nhau xin bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chờ anh mai gặp nhau anh nhé. Trời ơi, được rồi, dễ thương quá à. Kìa, tôi thấy ở xa xa, có một người phụ nữ cười rất mãn nguyện. Dạ, mời chị bước vào đây ạ. Giới thiệu với em trai, đây là mẹ của bạn gái. Dạ. Rồi. Dạ, chào bác. Hồi nãy giờ em thấy chị ở ngoài chị theo dõi ha. Không biết cảm xúc của chị ngày hôm nay trong cuộc gặp gỡ của con gái mình thì chị thấy như thế nào ạ? Chị cũng vui. Cũng mong cho hai đứa tìm hiểu nhau để coi hợp thì chúng ta hôn nhân. Dạ, nhưng mà giờ sơ bộ thì mới gặp thì chị thấy anh chàng này như thế nào ạ? Chị, mình người lớn mình cứ nhận xét thẳng thắn đó chị. Được, thì cháu này thấy cũng được, chuyện cũng chuẩn. Chuyện chuẩn ha, cao ráo. À, hồi nãy chưa xin phép bác mà lo năm dám nắm tay con gái bác nha. Giờ em có gì em muốn nói với bác không? Mình có thể là mình thể hiện hay là hứa hẹn hay là quan tâm hay như thế nào đó. Nếu như trường hợp mình tiến tới được với nhau, nói một câu cho người lớn người ta yên tâm coi nè. Dạ, thì thưa bác, thì qua chương trình này thì sau này con xin phép về nhà bác để gia đình. Dạ, nếu có điều có thể thì sẽ tiến tới hôn nhân sau này. Dạ. Cơ bản là hai đứa nó đi. Dạ, nhưng mà cơ bản người lớn mình thấy cũng ổn phải không chị? Dạ, chị cũng thấy ổn đó. Dạ. Rồi, thôi cảm ơn chị có một ý kiến nha. Rồi, chào bác đi kìa. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Đó, thì ngày hôm nay là đôi trẻ cũng có người lớn đến chứng kiến rồi. Mời hai bạn về vị trí nè. Tiếp xúc rồi ha, cũng hát, cũng nắm tay, cũng va chạm rồi. Thế sau khi hát xong này em cảm nhận ảnh như thế nào? Cũng hơi gung vậy. Ai gung, anh gung hay là em gung? Em gung. Em gung. Còn em, sau khi mà nắm tay bạn gái thì em thấy như thế nào? Cảm nhận như thế nào trong người của mình?
Dạ em cũng hơi run. Dạ hơi run ha. Thì nãy giờ thật ra chương trình là muốn tạo điều kiện cho tụi em có cơ hội gần gũi nhau chút xíu để mình hiểu nhau được nhiều hơn. Thì bây giờ trước khi mà quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thì hai bạn có cùng muốn nói lời nào với nhau nữa hay không? Mời em trai, em còn muốn nói gì với bạn gái nữa? Thì trước mắt muốn đi định trình hôm nay á, trước mắt là cho bản thân mình cơ hội để mở rộng lòng ra với những bạn gái khác. Mình có thể đón nhận một người mà bạn gái khác và bước vào trái tim mình để thay thế những hình bóng cũ đã còn ở quá khứ. Nó đã quá khứ rồi thì tiếng chi nó là giữ cái quá khứ. Anh muốn hướng về tương lai để tìm một người cùng anh đi đến hết cuộc đời còn lại. Và sau khi mà nếu mà tình chuyện cảm nó tiến triển tốt đẹp á, thì sau khi cưới anh muốn mở một cái tiệm cho riêng mình, một quán cà phê phượt để mình làm chủ và cho các anh em những phượt trên mọi miền đất nước, ví dụ như đi ngang ghé ngang ở Hậu Giang, tại vì Hậu Giang cũng gần Tiền Giang nên không ngay đường, nhưng mà nếu mà anh em nào có ghé ngang thì có dịp ghé lại nghỉ ngơi, chung vui tham quan khung cảnh của tỉnh Hậu Giang. Dạ. Vậy là tương lai là muốn mở một quán cà phê phượt. Đúng rồi dạ. Tại vì hiện giờ cũng đang kiếm nguồn vốn, nếu có điều kiện thì em sẽ mở. Mở cái đó nhiều tiền không em? Dạ, đối với ở địa phương như ở Hậu Giang thì em nghĩ cái đó không có nhu cầu nhiều. Khoảng chừng vài chục triệu thì mình có thể mở được. Ừ. Rồi còn cái công việc hiện tại thì sao? Lúc mở quán cà phê thì công việc hiện tại là mình ngưng hay là mình vẫn làm song song hay là như thế nào? Công việc hiện tại thì em trước mắt thì em vẫn làm song song. Nếu mà công việc sau này có mở một cái tiệm riêng mà nó phát triển hơn thì có thể là em nghỉ. Em chuyên tâm qua cho cái tiệm của mình, cho nó mình chỉ dốc sức vào tiệm mình thì nó sẽ tốt hơn là làm mình hai bên. Trước mắt thì chị sẽ chúc cho những cái dự án của em ha. Dạ. Là sớm thực hiện và sẽ gặt hái được những cái thành công. Dạ. Rồi còn em gái, giờ em muốn nói gì với anh ấy trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút? Ví dụ như mà tìm hiểu mà hợp thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân ha? Tiến tới hôn nhân thì dự tính là khoảng năm sau, tại vì bây giờ cũng vài tháng nữa qua Tết rồi, cũng tới Tết rồi. Tức là tìm hiểu một năm đúng không? Trong thời gian một năm, thời gian có thể ngắn hơn, tại vì bây giờ đã gần tháng quý tư rồi, có thể rồi. Nên qua năm sau thì khoảng chừng nửa tháng, 6 tháng đầu năm thôi, rồi khoảng nửa năm nữa là mình có thể tính đến đám cưới. Ví dụ như em hay khóc nhè như vậy đó, nói chung là dễ cảm xúc cho nên là dễ khóc quá, thì em nghĩ là anh có kiên nhẫn không, hay là anh thấy ví dụ mà quen mà lâu quá rồi thấy bạn gái mình mà cứ vậy hoài anh sẽ thấy phiền. thấy phiền rồi anh kệ anh đại anh không có quan tâm tới có không anh? Thì khóc nhè thì nó có nhiều cái mức độ. Ví dụ như mức độ khóc ít thì mình có thể mình dỗ. Rồi dù khóc như con nít mà khóc một lu lo thì cái đó là không có. Có cái chuyện gì mới khóc chứ, thì lẽ gì tự nhiên đụng gì cũng khóc, khóc hoài ai chịu nổi cô. Phải tươi tỉnh lên làm ăn chứ khóc hoài sao được, đúng không? Mình cũng phải cứng rắn bản lĩnh lên chút xíu, chứ gì đáng khóc thì mình khóc, cái giọt nước mắt mình mới có giá trị. Rồi cơ bản thì như vậy, ngày hôm nay thì cũng ít phút ở chương trình, Tường cũng hy vọng là hai bạn sẽ hiểu được nhau. Và bây giờ đến lúc là mình sẽ đưa ra cái quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Nút bấm này á là nút bấm để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu thật sự chúng ta có rung động với đối phương thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta không có cái rung động và không thấy đối phương là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình sẽ không cần bấm. Mình bấm là mình sẽ trao duyên cho cái người đối diện. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Và sau 3 tiếng đếm của các Tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Giờ mình về đứng bên một phía đi ạ. Trước tiên là hai bạn nắm tay nhau. Hồi nãy là mình nắm tay là để hát, còn bây giờ là cái nắm tay đầu tiên của hai bạn. Hy vọng rằng cái nắm tay này thật là chặt để mình cùng nhau đi một đoạn đường rất là dài. Yeah. Với những cái hạnh phúc, với những cái buồn vui trong cuộc sống cùng nhau. Yeah. Một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời ơi, bả nhăn, hung mà bả nhăn thấy sợ luôn vậy đó. 1993 thì là em đang kinh doanh và buôn bán. Sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị kinh doanh và buôn bán gì hả chị? Dạ, về mỹ phẩm và kim nghĩa. Kim nghĩa và mỹ phẩm. Là nhà mình có cơ sở tại nhà hay sao ạ? Dạ đúng. Chị Tuyết Nhi là một người như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Em là một người dễ hòa đồng,
yêu thương gia đình và quan tâm mọi người xung quanh. Điểm yếu thì là sao ạ? Đụng chuyện là hơi giống như là dạng nó sẽ là khóc, giống như là bị giống như là mình không kịp được cái nước mắt của mình. Dạ. Lúc mắt. Trước giờ chị từng kết hôn chưa? Dạ em chưa từng luôn ạ. Chưa từng kết hôn. Chị có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng có 2-3 mối tình rồi ạ. Và cái mối tình sâu đậm nhất là thời gian bao lâu? Em quen anh đó là gần 7 năm ạ. Wow, vậy là mối tình 7 năm. Dạ. Anh đó có ở thành phố Hồ Chí Minh luôn không ạ? Dạ, anh đó là gần ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Thế quen nhau 7 năm đến lý do chia tay là gì ạ? Anh bắt em là phải đợi thêm 3 năm nữa là đúng 10 năm. Thì gia đình em lúc đó là phản đối và không cho tiếp tục nữa. Và khoảng 2 tháng sau thì anh đám cưới và có mời em nữa. Có nghĩa là anh đã có cái người phụ nữ đó trước rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Rồi còn những cái mối tình khác thì sao hả chị? Mối tình khác là giống như là tụi em chỉ việc là gặp nhau đi ăn đi uống, rồi nhiều cái là cũng nói ra những cái công việc cho nhau thì đối phương không hiểu cho mình, rồi nhiều khi cũng hay ghen tuông này nọ. Rồi bây giờ chị Nhi là mong muốn là tìm được những người để mong người như thế nào? Em cũng muốn là tìm một người chồng biết là nếu mà được thì trong quân đội hoặc là bên công an cũng được. Với lại là giống như là em có thể là em sẽ hiểu về tính chất và công việc của những cái nhà, ở trong cái ngành đó thì mình sẽ giống như là nó sẽ bớt bị áp lực rồi. Nhưng nó sẽ được thoải mái nhiều hơn. Rồi về ngoại hình sao ạ? Dạ. Về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì từ 1m65 cho tới 1m7. Không cần đẹp trai. Công việc ổn định. Luôn quan tâm, chăm sóc vợ, yêu thương vợ và lo lắng cho gia đình. Lo lắng cho gia đình. Rồi, anh ấy hiện là quê quán vùng miền sao ạ? Ví dụ là ở Sài Gòn càng tốt, còn nếu là ở quê thì cũng được, nhưng mà lâu thì hay, nếu mà được thì sẽ chia sẻ với nhau và ok là sẽ lên lịch hẹn đúng ngày đúng giờ thì tụi em sẽ gặp mặt thôi, không có gì hết rồi. Chị không thích đàn ông như thế nào? Không thích nhậu với hay càng nhằn hay là dân chủ mà. Nhậu cần nhằn. Rồi, dạ. Ok, em cảm ơn chị Tuyết Nhi nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà có cho em thông tin về cái người mà chị tìm kiếm á, thì bọn em sẽ tìm xong rồi báo lại với chị. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Đầu tiên chị giới thiệu về tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, điểm của mình nha. Dạ em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 28/1/1987, hiện em sinh sống tại Đắk Lắk và làm việc tại ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị Thanh? Điểm mạnh của em là em rất là cô gái, nói chung là em bị cá tính á. Còn điểm yếu là em là tin người tin bạn. Tin người tin bạn hả? Thì có khi nào là mình bị lừa hay là bị này kia không? Dạ có chứ, em cũng bị lừa một số việc chứ, công việc làm kinh doanh đồ đó thì em có.
Rồi về những cái sở trường của mình thì như thế nào vậy chị Thanh? Em thích là con gái trồng hoa, đọc sách và thích nấu ăn. Em thích em chỉ thích nói chung là thích một người phụ nữ của gia đình thôi. Là hiện tại là mình đang làm ở ban quản lý dự án, là công việc là cụ thể là gì chị? Em làm phòng tổ chức cán bộ. Rồi thì tình trường của mình thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi hay là mình đã có ly hôn? Em ly hôn rồi chứ em chưa quen ai đó. Rồi mình kể về cái cuộc ly hôn đó đi, mình có cháu nào không, mình quen bao lâu, mình sống với nhau bao lâu? Em học xong ra trường em về Đắk Lắk, em lấy chồng, em lấy chồng lấy 12 năm thì tụi em mới đổ vỡ. Nhưng mà trước đó thì cách 2 năm về trước tụi em đã ly thân rồi. Bây giờ hiện là ly hôn hay là ly thân gì chị? Dạ ly hôn được 5 tháng rồi, 6 tháng được. Dạ. Là 2 năm trước là đã ly thân rồi thì mới ly hôn đây thôi. Mình có cháu nào không chị ơi? Em có hai thằng trai ở lớp 7 với lớp 2. Là đang hiện tại là đang sống với chị hay như thế nào? Em đang sống với em ạ. Rồi. Rồi bây giờ thì mình khi mà mình đăng ký tham gia chương trình thì là mấy bạn nhỏ nhà mình có biết không hay như thế nào chị? Em cũng anh bạn làm bên viện cấp cao, anh nói em là em đăng ký đi tại vì em là người nói chung của công việc đồ, em nên đăng ký những chương trình tại vì những chương trình này nhé. Anh tới giới thì cái phần mấy bạn nhỏ thì mấy bạn cũng mong, hai bạn thì luôn mong em lập gia đình nhưng mà kêu là mẹ lập gia đình cho nó sẽ chứ ở với bố khổ quá rồi. Là mấy bạn nhỏ cũng có nói vậy luôn đúng không? Dạ. Hiểu được cái hoàn cảnh. Nhưng mà em muốn hỏi là lý do vì sao chị ly hôn mấy ông cái cuộc hôn nhân của chị á? Em không chấp nhận cái cảnh mà em khổ sở và những là chồng em không quan tâm, từ lúc mà em hoạn nạn nhất cũng không quan tâm, rồi lúc mà lúc vứt bỏ em theo người khác, người nói chung là không, rồi họ dành tài sản, rồi nói chung là chồng em quá ghê gớm về vấn đề tiền nong. Nên em không thể. Nhưng mà định nghĩ là như thế nào? Tại vì em thấy là ly thân trước, ly thân 2 năm thì mới là nếu cái hôn nhân đó là em chắc thấy người đó rất là dạng như là nói chung chồng em rất là một người ghen cũng không phải là gọi ghen mà dạng là ích kỷ á, cha trưởng quá em không sống nổi thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình muốn tìm mẫu người như thế nào chị? Về ngoại hình, tính cách, công việc, tuổi tác. Em muốn người đó phải lớn hơn em, trưởng thành, phải có kinh tế. Tại vì em nó làm việc ở môi trường nhà nước, em quen ở một cái này rồi nó nhưng kinh tế mà lo được, nói chung phải có. Kinh tế là ví dụ như anh đó làm công việc gì như thế nào mình cụ thể giúp em luôn ha. Em cũng không quan trọng làm gì cũng được nhưng mà người đó phải có kinh tế. Kinh tế là khoảng bao nhiêu tiền tháng mình cụ thể giùm em cho nó dễ chị. Chính là người đó cũng phải có nhà có cửa rồi lo được cho mẹ, có lo được cho em một phần nào thôi chứ còn cụ thể còn quan trọng là sau này chứ còn. Nhiều người thật có tiền người ta đâu nói ra được thu nhập bao nhiêu đâu chị. Thì nhưng mà giờ ví dụ như chị bây giờ muốn thu nhập bao nhiêu hay như thế nào mình ước khoảng, tại vì mình nói là có kinh tế thì mình em mới hỏi thêm á chị, chứ mà ví dụ như để tụi em biết tụi em ước chừng, tại vì có khi mà tham gia chương trình thì thường là tụi em cũng sẽ hỏi hai chị ha, nhưng mà chị thì cũng có biết đâu, thì người ta không tiết lộ cho chị nhưng mà người ta sẽ tiết lộ cho tụi em. Em thể quen em ý của em là em muốn quen người nào có điều kinh tế, là có nhà, nói chung có tài sản chứ còn. Chứ còn vấn đề mà để làm lại từ đầu em không làm được nữa, là vì thực ra em đến cái tuổi này em còn phấn đấu nữa. Còn công việc còn. Rồi bây giờ người ta ly hôn vẫn ok đúng không chị ơi? Người ta nuôi dạ, con vẫn được đúng không? Đúng rồi, phải có kinh tế. Rồi về ngoại hình vùng miền sao? Đối với em cũng quan trọng đâu. Miễn có là kinh tế thôi đúng không? Đúng rồi, là người đó phải đã lớn em, chững chạc hơn em. Ví dụ như người ta các ở các yêu xa, mình vẫn yêu xa thì. Dạ. Rồi, mình còn yêu cầu gì nữa không chị? Là em yêu cầu thì đó, em chỉ yêu cầu người đó là đếm đếm nhau. Dạ, đúng rồi. Rồi, thôi bây giờ chương trình cũng đã ghi nhận được những cái thông tin của chị ở đây. Thì nếu như mà có người phù hợp hoặc là được lọt vào vòng 2 của chương trình thì bên em sẽ liên hệ lại với chị ha. Ok chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ.
Bình Dương. Em đã ly hôn hơn 3 năm, có một bé gái 11 tuổi đang ở cùng em này. Dạ. Rồi em chia sẻ về cuộc hôn nhân đó đi, sao mà ly hôn? Dạ chị, tụi em hết duyên đó chị. Với lại chồng em có tính vũ phu á nên em ly hôn đó chị. Là hiện tại là em đang ở với con hả? Dạ đúng rồi, hai mẹ con đang ở cùng nhau. Ừ, con này em là nãy em nói mấy tuổi á? Dạ 11 tuổi. Hè này là 6. Ờ, là em ở với Bình Dương là lâu chưa? Dạ từ 2014 đó chị. Ừ, coi như ly hôn xong là hai mẹ con vào Bình Dương hay sao? Dạ không, tại em hồi trước thì em học ở Sài Gòn, sau đó em mới chuyển qua Bình Dương làm. Ừ, là mình ly hôn cách đây bao lâu rồi? Dạ hơn 3 năm. Ờ, rồi mà có còn qua lại gì với chồng cũ không hay sao? Dạ không, sau khi ly hôn là em cắt đứt hết liên lạc luôn. Ừ. Dạ. Rồi, bây giờ mình nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu hoặc là sở thích tài lẻ của mình đi, chị Thảo. Dạ, em có sở thích là đọc sách, đi du lịch, đi ăn, đi dạo, những lúc rảnh rồi á chị. Rồi, ok. Còn điểm yếu cái gì không? Dạ, giọng nói dở. Vô đây lâu rồi mà còn đặc sệt giọng miền Trung. Ừ. Rồi mình có tài lẻ ca hát gì được không? Dạ không, em không có tài lẻ gì hết à. Ừ. Mình là cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu á? Dạ em cao 1m50, nặng 42kg à. Ừ. Rồi ok, bây giờ mình mong muốn tìm một cái mẫu người đàn ông như thế nào ha, để phù hợp với mình. Dạ, người đàn ông phải cao to lớn hơn em tại vì em nhỏ. Người đàn ông cao 1m65 trở lên. Ngoại hình ưa gì, sống ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Công việc ổn định, tuổi thì phải lớn hơn em, khoảng từ 38 đến 48 tuổi. Rồi cùng hoàn cảnh với mình luôn ha. Dạ, cùng hoàn cảnh cũng được mà khác hoàn cảnh cũng được. Hai người cảm thấy hợp là được. Ừ. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Có không thích điểm gì không? Dạ, họ vũ phu, tính đánh vỡ ấy chị. Đấy là vô trách nhiệm với gia đình. Rồi. Nhưng mà hút ít này, hút xíu thì không sao. Nếu hút nhiều thì không được. Tại em không ngửi được cái mùi thuốc lạ. Rồi ok. Còn yêu cầu gì nữa không chị Thảo? Thì nói chung là có kinh tế thu nhập ổn định đó chị. Công việc Thu nhập là tầm khoảng bao nhiêu là ổn định? Dạ cái đó thì em cũng không biết nữa chị ơi. Nói chung họ có công việc ổn định, đảm bảo cuộc sống là được. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái vòng cast đầu tiên thôi ha. Nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết và có biên tập trao đổi thêm về nội dung với mình nha. Dạ. Ừ, rồi ok, cảm ơn chị Thảo. Sao chị? Mà chị ơi cho em hỏi á, khi mà chị lên chương trình chọn cho em người đàn ông á, là trước khi lên chương trình thì chị, bên chị gửi thông tin về người đó trước cho em để em chọn là người mới em đi ghi hình đúng không? Không nha, cái này là hoàn toàn là hai bên không biết thông tin gì về nhau hết, kể cả anh trai bên kia cũng như là mình á. Chỉ có biên tập là cái người kết nối hai bên lại với nhau thôi ha. Không biết gì luôn hả? Nhưng mà chị lời đến đó thì mình cảm thấy không phù hợp. Tại vì sẽ có biên tập trao đổi thêm với mình nha, để hiểu hơn về mình và cái tính cách của mình như thế nào. Và cái người ghép đôi ở đây là sẽ là cái người biên tập mà trao đổi với mình nha. Dạ. Tính cách của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, ai cũng nói em là người tốt. Rồi ok, thì như em nói đó, sẽ có một biên tập trao đổi kỹ thêm với mình, sau đó mới chọn ra cái người phù hợp nhất cho mình để mình có thể gặp gỡ nhau ở trong chương trình nha. Dạ em cảm ơn chương trình ạ. Dạ rồi, chào chị ạ. Dạ em chào chị, em cảm ơn chị.